Thầy giáo Nguyễn Tất Nga và hai học trò Việt Hoàng và Nguyễn Hằng trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng vận hành lần cuối hệ thống thu gom và xử lý chất thải trong phòng thí nghiệm trước khi dự thi kỳ thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc. Trò vui bởi ý tưởng sáng tạo được thực hiện. Thầy vui bởi đã gieo cho học sinh niềm đam mê sáng tạo khoa học. Đây cũng là một trong những nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các giáo viên trong trường. Qua cái cuộc phát động học tập và làm theo tấm gương của Hồ Chí Minh thì bản thân tôi đã khích lệ cho tất cả các đối tượng học sinh trong nhà trường. Thì sau một thời gian thì có rất nhiều cái em học sinh trong trường đã đăng ký và đề xuất ra những cái đề tài, và đến giờ phút này thì cũng là thấy rất hiệu quả. Là trường dẫn đầu tỉnh về chất lượng giáo dục trung học phổ thông hệ không chuyên, nên bên cạnh việc thường xuyên nâng cao chất lượng thì một phần không thể tách rời là gắn dạy học với nghiên cứu khoa học kỹ thuật, để học sinh được vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực hành. Đó là lý do phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh luôn là nhiệm vụ trọng tâm của trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Trong cái phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác thì với cái phong trào nghiên cứu học trong nhà trường thì đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường cũng đã hưởng ứng rất là tích cực. Các thầy cô vừa là người định hướng, vừa là người hỗ trợ để giúp các em hoàn thiện cái công trình của mình, nắm bắt được về thực tế, đam mê trong công tác nghiên cứu, và chính cái đó để giúp đỡ cho các em học tập là gắn với thực tế. Là người trực tiếp hướng dẫn học sinh biến các ý tưởng khoa học thành các sản phẩm có ích, giáo viên đóng vai trò quyết định trong thực hiện phong trào này. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, nhiều trường đã đưa nghiên cứu khoa học kỹ thuật là nội dung làm theo Bác. Từ đó có chương trình hành động, phân công, phân cấp cụ thể cho từng bộ phận, giáo viên. Trường Trung học phổ thông Nghi Lộc 3 là một trong những đơn vị đã thực hiện hiệu quả nội dung này. Trong cái cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì nhà trường cũng xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm là chuyên môn. Bên cạnh đó thì nghiên cứu khoa học công nghệ cũng là một nhiệm vụ trọng tâm. Cho nên là ngay từ đầu nhà trường phân công một đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn là phụ trách cái lĩnh vực quan trọng này. Và năm đầu tiên thì chỉ có 3 sản phẩm tham gia. Cho đến nay thì cái năm học 16-17 ấy, thì có đến 20 sản phẩm của học sinh tham gia. Không chỉ trường Nghi Lộc 3, Huỳnh Thúc Kháng mà hầu hết các trường trung học phổ thông trong tỉnh đều đưa phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật là nội dung học tập và làm theo Bác. Bởi khi đưa tư tưởng đạo đức và phong cách của Bác là tấm gương thì mỗi một giáo viên, học sinh phải ý thức trách nhiệm, phải nỗ lực hết mình trong thực hiện để phong trào học sinh nghiên cứu khoa học thực sự có sức lan tỏa sâu rộng.